Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Liên quan đến vụ việc xe sang Porsche cây nát giải phân cách xảy ra vào đêm 7 tháng 1 tại khu vực gần hầm Kim Liên, Hà Nội. Theo thông tin, người nhà tài xế cho biết, anh này bị đột quỵ nên dẫn đến tai nạn. Cụ thể, theo người nhà tài xế, người điều khiển ô tô bị đột quỵ do trời lạnh dẫn đến mất lái. Người nhà tài xế cũng cho biết, sau vụ tai nạn, tài xế được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, đến trưa nay, 8 tháng 1, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai khẳng định trong đêm 7 tháng 1, bệnh viện không tiếp nhận bất cứ trường hợp tài xế đột quỵ nào. Khẳng định này từ bệnh viện khiến lời khai của người nhà tài xế trở nên mâu thuẫn. Trước đó, khoảng 20 giờ 45 ngày 7 tháng 1, xe ô tô Porsche biển kiểm soát Hà Nội do một nam tài xế điều khiển hướng Đại Cồ Việt, xã Đàn. Khi tới khu vực đường dẫn ra khỏi hầm Kim Liên, Hà Nội, ô tô mất lái, tông đổ nhiều cây xanh ở giải phân cách rồi lao sang làn đường ngược lại. Vụ việc được camera hành trình ghi lại trên cầu Thăng Long, Hà Nội. Chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 80A di chuyển trên cầu Thăng Long theo hướng đi cầu vượt Mai Dịch. Sau khi gặp cảnh ùn tắc, chiếc xe đã bất chấp nguy hiểm, quay đầu để di chuyển theo hướng đi ngược lại. Vụ việc sau khi được đưa lên mạng đã thu hút rất nhiều lượt bình luận, quan tâm của các lái xe. Clip được ghi lại vào chiều tối ngày hôm qua, ngày đầu tiên thông xe cầu Thăng Long sau khi được sửa chữa. Một đoạn clip ghi lại tình huống giao thông mới đây giữa hai tài xế ô tô đã khiến dân mạng bức xúc. Cụ thể, sự việc được diễn ra vào chiều ngày 7 tháng 1 trên đoạn đường quốc lộ. Trong lúc đang di chuyển bình thường trên đường thì bất ngờ gặp phải một ô tô khác đi ngược chiều. Đáng nói ô tô màu trắng đi ngược chiều lại đánh lái sang làn đường bên cạnh để vượt xe ben lưu thông cùng chiều. Tình huống này dẫn đến việc chặn đầu của xe có camera hành trình. Thay vì lùi lại để đi đúng làn đường hay đợi xe ben đi qua rồi có thể cho xe đánh lái lại làn đường của mình, thì tài xế ô tô đi ngược chiều này vẫn bất chấp tất cả, dậm chân tại chỗ đối đầu với tài xế của xe có camera hành trình. Chưa dừng lại ở đó, nam tài xế điều khiển xe ô tô màu trắng thậm chí còn mở cửa bước xuống xe để phương tiện đỗ ngay trên đường ngược chiều, rồi sau đó đi về phía nhà dân bên đường. Vụ việc được camera hành trình ghi lại cảnh một chiếc xe máy đang di chuyển trên đường bất ngờ lấn sang làn đường đâm trực diện vào đầu chiếc xe taxi. Hậu quả khiến người điều khiển xe máy bị thương khá nặng. Ngoài ra, phần bánh xe bị gãy trục, phần kính xe bị rạn nứt. Vụ việc xảy ra vào lúc hơn 13 giờ ngày 7 tháng 1 tại đường Hà Nội, thành phố Huế. Vụ việc xảy ra tại tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn km 134 thuộc địa phận Trấn Yên, Yên Bái. Xe khách chạy tốc độ cao trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai sau khi di chuyển tới đoạn km này đã vượt một chiếc xe khác cùng chiều và đâm trực diện vào một chiếc xe tải chạy ngược chiều, khiến hai tài xế bị thương rất nặng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân cùng một số bác tài đi đường đã xuống hỗ trợ đưa hai tài xế ra ngoài, cùng đó sơ cấp cứu nạn nhân tới bệnh viện sở tại. Tại hiện trường, hai chiếc xe chiếm hết một làn đường, phần đầu xe bị hư hỏng, biến dạng. Thưa quý vị, ngay sau khi cầu Thăng Long vừa thông xe, vào giờ cao điểm tối qua 7 tháng 1, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh ô tô xếp hàng dài hàng km trên đường vành đai 3 trên cao, đoạn lên cầu Thăng Long. Cụ thể, nguyên nhân được cho là do nhiều tài xế quay đầu ở giữa cầu để đi sang làn ngược lại. Theo đó, quy định không cho phép người dân được quay đầu trên cầu. Việc người dân cố tình vi phạm vừa gây ùn tắc, nguy cơ tai nạn giao thông vì giữa cầu rất nguy hiểm khi hai chiều cầu đi với tốc độ cao. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ khảo sát trong một thời gian. Nếu tình trạng ùn tắc trên cầu Thăng Long vẫn diễn ra thì sẽ nghiên cứu có phương án tổ chức giao thông cho phù hợp. Trước đó, vào sáng ngày 7 tháng 1, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức lễ thông xe cầu Thăng Long sau 5 tháng sửa chữa mặt cầu. Nhằm đưa công trình khai thác hiệu quả, lãnh đạo Hà Nội đề nghị Sở Giao thông Vận tải, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, các quận, huyện tiếp tục phối hợp với Tổng cục Đường bộ trong tổ chức khai thác dự án, trong đó có công tác kiểm soát tải trọng xe. Tổng công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Hạ tầng Giao thông Cửu Long, Bộ Giao thông Vận tải cho biết vào ngày 10 tháng 1 sẽ tổ chức khánh thành và đưa vào khai thác đường băng 25R tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sau nhiều tháng sửa chữa.
Theo đó, dự án nâng cấp đường cất hạ cánh 25R sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất được phát lệnh khởi công ngày 29 tháng 6 năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng thi công khẩn trương, đến nay, việc nâng cấp sửa chữa đường băng này đã hoàn tất, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật để đưa vào khai thác. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tổng mức đầu tư dự án chỉ khoảng 2.015,3 tỷ đồng. Tuy vậy, đây chỉ mới hoàn thành giai đoạn 1 của dự án. Giai đoạn 2 của dự án sẽ tiến hành nâng cấp các đường lăn để đảm bảo khai thác đồng bộ và lâu dài. Trước đó, ngày 1 tháng 1 vừa qua, đường băng 1B sân bay quốc tế Nội Bài đã được Cục Hàng không Việt Nam cho phép đưa vào khai thác. Theo đó, chuyến bay VN159 từ Hà Nội đi Đà Nẵng là chuyến bay đầu tiên cất cánh trên đường băng 1B sau thời gian đường băng này phải tạm đóng cửa để sửa chữa và nâng cấp. Đại diện ban quản lý dự án Thăng Long Bộ Giao thông Vận tải cho biết, khi sửa chữa xong, tuổi thọ đường băng ít nhất là 20 năm và có thể lên tới 50 năm nếu như việc bảo dưỡng định kỳ được làm thường xuyên theo đúng quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bổ sung thêm phương án đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, vận tải hành khách và hàng hóa với giải tốc độ từ 160 km/h đến dưới 200 km/h. Theo đó, để có đủ tài liệu cung cấp cho đơn vị tư vấn thẩm tra, phục vụ việc đánh giá các kịch bản, phương án đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam được khách quan, toàn diện và thỏa đáng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bổ sung thêm phương án đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam vận tải hành khách và hàng hóa với giải tốc độ từ 160 km/h đến dưới 200 km/h như các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Qua nghiên cứu sơ bộ và tổng hợp các ý kiến góp ý, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy báo cáo nghiên cứu tiền khả thi lựa chọn tốc độ thiết kế 350 km/h cạnh tranh với hàng không. Tuy nhiên, công nghệ đường sắt này chỉ khai thác tàu khách mà không khai thác tàu hàng. Tháng 2 năm 2019, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Thưa quý vị, 58 học viên lái Metro số 1 hoàn thành 8 trong tổng số 19 môn tại cao đẳng đường sắt, nhưng hiện bị ngưng đào tạo do không có kinh phí. Đại diện Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP.HCM vào ngày 7 tháng 1 cho biết, việc ngưng đào tạo diễn ra từ đầu tháng 12 năm ngoái. Theo đó, lý do chủ đầu tư chưa ký phụ lục hợp đồng số 19 liên danh với tư vấn chung và phụ trách đào tạo lái Metro số 1, trong khi chi phí dạy lái Metro nằm trong hợp đồng dịch vụ tư vấn này. Tổng chi phí đào tạo toàn bộ nhân viên vận hành tuyến Metro số 1 khoảng 100 tỷ đồng. 58 học viên được dạy tại cao đẳng đường sắt hồi tháng 7 năm ngoái dựa trên biên bản ghi nhớ giữa các bên. Học viên học lý thuyết, thực hành tổng quát tại cao đẳng đường sắt. Sau đó, họ được chuyên gia Nhật Bản dạy chuyên sâu về kỹ năng thực hành lái Metro. Sau khi hoàn thành sát hạch cấp quốc gia, học viên được cấp giấy phép lái Metro, tổng thời gian đào tạo khoảng 15 tháng. 10 người xuất sắc nhất sau đó được sang Nhật học tiếp. Việc chưa có kinh phí còn làm chậm trễ quá trình đào tạo nhân viên điều độ và trưởng ga tuyến Metro. Những vướng mắc nói trên, theo ban quản lý, không chỉ làm gián đoạn quá trình đào tạo nhân viên vận hành mà còn ảnh hưởng đến việc thực hiện Metro số 1. Đặc biệt trong bối cảnh dự án gấp rút đẩy nhanh tiến độ để vận hành cuối năm nay. Ban quản lý đã kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sớm chỉ đạo các sở ban ngành liên tục đẩy nhanh ký phụ lục hợp đồng tư vấn. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2020, thành phố đã hoàn thành và đưa vào khai thác tuyến vận tải đường sông Bạch Đằng Củ Chi Bình Dương và tuyến phà biển Cần Giờ Vũng Tàu. Và tiếp đến trong năm 2021, Sở Giao thông Vận tải cũng triển khai và hoàn thành tuyến tàu cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo và Bà Rịa Vũng Tàu. Việc mở tuyến vận tải bằng tàu biển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo là rất cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch tâm linh cũng như là nghỉ dưỡng của người dân thành phố. Theo đó, thời gian hành trình từ bến Bạch Đằng đi Côn Đảo dự kiến từ 5 đến 6 giờ, giá vé bình quân 900.000 đồng một lượt. Hiện tại cầu cảng tại huyện Côn Đảo đã quá tải, không đáp ứng nhu cầu của các phương tiện tàu cá, tàu du lịch cập bến, cho nên trong năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh chưa thể triển khai được tuyến tàu biển từ Sài Gòn đi Côn Đảo. Trong năm 2021, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo sắp xếp vị trí cầu bến cho các tàu biển từ thành phố Hồ Chí Minh cập bến Côn Đảo. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương sẽ hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục về mở tuyến, cấp phép hoạt động để sớm triển khai, khai thác tuyến vận tải hành khách du lịch này. Nhiều chuyên gia cho rằng chủ đầu tư nên tính toán đến phương án xây dựng du thuyền để người dân có thể tham quan, nghỉ dưỡng và sẽ thu hút khách nước ngoài hơn nữa. Song song, ngành chức năng cũng cần tính toán các phương án để làm sao Côn Đảo vừa là một điểm du lịch thu hút người dân, vừa là điểm du lịch hấp dẫn.
quý vị và các bạn, theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thì tỉnh Hà Nam là một trong những địa phương có tỷ lệ xử phạt, xử lý xe quá khổ quá tải cao trên toàn quốc. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm, tình trạng xe quá tải quá khổ diễn biến tràn lan, khó kiểm soát tại địa phương này. Câu hỏi đặt ra là phải chăng đâu đó là do năng lực của lực lượng chức năng tại Hà Nam, hay là đằng sau đó còn có những uẩn khúc, những vướng mắc nữa? Và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên VTC14. Quốc lộ 21B nối vào mỏ đá Kiện Khê, tỉnh Hà Nam. Những đoàn xe ben có dấu hiệu quá khổ quá tải hoạt động ngày đêm. Khói bụi bủa vây, cả tuyến đường như một công trường khai thác. Điều khó hiểu là dù tình trạng này có diễn biến phức tạp đến đâu, cũng chẳng có một lực lượng chức năng nào xử lý. Phóng viên VTC14 đã đến phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Hà Nam để phản ánh và làm rõ vấn đề. Ngay trong bài làm việc với phóng viên, Cảnh sát Giao thông tỉnh Hà Nam đã tiến hành tuần tra, xử lý hàng loạt xe ben có dấu hiệu chở quá khổ quá tải tại quốc lộ 21B. Thế nhưng, dừng kiểm tra một xe đâu phải chuyện đơn giản. Sự nhân luật và coi thường pháp luật của lái xe này cho biết tình trạng xe quá khổ quá tải tại địa phương này phức tạp như thế nào. Vận tải người ta thường thành lập ra những cái nhóm và có những cái thông báo trên nhóm để khi mà cơ quan chức năng tuần tra hoặc là thành lập chốt ở đâu thì người ta sẽ thông báo để cho các phương tiện né tránh hoặc là trốn tránh cái việc kiểm soát. Thứ hai nữa là khi các phương tiện mà phát hiện ra cái lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ thì có thể sẽ trốn vào những cái đường tránh hoặc là cái lùi xe quay đầu để tránh cái việc kiểm tra. Và khi mà lực lượng mà có dừng xe để kiểm tra thì các lái xe thường cố thủ trên cabin và điện thoại cho chủ và cũng không hợp tác với lực lượng chức năng. Ngay sau khi phóng viên rời đi thì hàng đoàn xe có dấu hiệu chở quá tải lại hoạt động náo nhiệt trở lại. Thậm chí vượt cả chốt của tổ công tác của Cảnh sát Giao thông. Phải chăng có ai đang tiếp tay bảo kê cho hoạt động vi phạm này? Phức tạp thì nó cũng có thể nó diễn ra một lúc nào đó thì nó cũng diễn ra, nhưng chủ yếu là nó diễn ra là nó trốn tránh cái lực lượng là nhiều, nhất là ban ngày thì anh em thì có thể là đi tuần tra xử lý cả lực lượng thanh tra, lực lượng công an đều xử lý thì ban ngày, nhưng mà một lúc nào đó thì có thể là lơ là hoặc là buổi đêm thì các xe nó cũng sẽ vòng tránh. Đối nhất là đối với những cái trạm chốt như trạm cân mà đặt ban ngày thì có thể là các xe sẽ tìm đường khác mà vòng tránh đi, chứ không thể họ tìm cách họ trốn. Cái đấy là cái điều thường xuyên xảy ra. Lý giải cho tình trạng xe quá khổ quá tải diễn ra phổ biến như vậy, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Nam cho rằng ý thức chấp hành pháp luật của một số lái xe, chủ xe còn hạn chế. Tuy nhiên, không thể không nhắc tới sự lỏng lẻo của việc quản lý tải trọng từ đầu bến. Việc chở hàng quá tải của các lái xe chưa chắc đã có phiếu xuất kho, cân đo trọng tải khi xuất bãi. Và cứ thế, đá và vật liệu chỉ việc chất đầy lên xe rồi di chuyển đi nơi khác. Thật ra là cái ý kiến cá nhân không thể theo nhìn nhận đối với chúng tôi ấy, thì là riêng lực lượng thanh tra hoặc là lực lượng công an mà gặp những cái xe vi phạm thì không thể mặc cảm và thờ ơ những cái thế được, mà buộc phải xử lý. Thì tôi cũng nói với các đồng chí trước có ý kiến là khi mà cái lực lượng tôi khó khăn nhất là về con người. Đấy, có một tổ như vậy có 5 đồng chí mà trong một năm vừa rồi chúng tôi đã xử lý căng người ra xử lý trên tất cả các lĩnh vực. Đấy, mà trong năm vừa rồi chúng tôi đã xử lý tương đối là cao chứ không phải là không, trên là những cái mà đánh giá và nhìn chung là những cái xe gọi là cố tình mà vòng tránh lực lượng chức năng thôi, chứ còn nếu lực lượng chức năng tôi nghĩ nếu mà gặp thì chắc là lực lượng công an hay là thanh tra cũng không đến mức độ mà thờ ơ mức độ vậy đâu. Không thể xử lý được hết hay không thể xử lý dứt điểm. Rõ ràng hiện tượng xe quá khổ quá tải diễn biến phức tạp thì hậu quả ai cũng biết. Và ở những địa phương như Hà Nam vẫn có những câu chuyện vô cùng khó nói. Bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay của VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
We'll be right back.